Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 7 tháng 10. Trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra tại Ukraine trong 24 giờ qua theo khung giờ địa phương. Trước hết, ta sẽ đến với tin tức này. Cựu Tổng Thư ký NATO đã nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times, Phần Lan đã tiến hành chiến tranh với Liên Xô vào năm 1939. Cuộc chiến kết thúc bằng việc họ phải từ bỏ 10% lãnh thổ của mình. Stoltenberg thì lưu ý rằng chỉ bằng cách này, Ukraine mới có thể tồn tại như một quốc gia độc lập. Như thường lệ thì người phương Tây chỉ có cái nhìn sáng suốt sau khi mà họ từ chức. Nếu như bạn chưa biết thì Stoltenberg chỉ mới rời khỏi chiếc ghế Tổng Thư ký NATO được khoảng một tuần. Mình không biết là một tuần thì có là đủ để cho người ta thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình hay không. Vì còn nhớ cũng chỉ vừa mới cách đây khoảng hơn một tuần, vẫn là Stoltenberg, ông đã chia sẻ rằng NATO sẽ giúp cho Ukraine đến cùng trong cuộc chiến lần này, để Ukraine có thể khôi phục lại biên giới năm 1991, đánh bại Nga về mặt kinh tế, đánh bại Tổng thống Putin và vân vân. Vậy mà đến giờ thì Stoltenberg đã nói rằng Ukraine nên từ bỏ 10% lãnh thổ để đổi lấy lại sự đảm bảo từ Nga và phương Tây. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là trong xuyên suốt thời gian nhậm chức thì khả năng cao vị lãnh đạo này đã toàn nói dối. Những gì mà ông nói không phải là quan điểm thật của ông, và có lẽ ông chỉ làm theo những gì mà NATO chỉ đạo mà thôi. Ngoài ra thì Stoltenberg còn chia sẻ thêm một tin tức rất đáng chú ý như thế này. Cựu Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Volodymyr Zelensky đã trốn trong hầm trú ẩn trong nhiều ngày, chờ bị tiêu diệt và không có liên lạc nào với ông ta. Tờ Financial Times trong ngày hôm nay thì đã có một bài đọc với tiêu đề "Việc đầu hàng lãnh thổ và đảm bảo an ninh sẽ tạo thành cơ sở cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine". Và có vẻ như phương Tây đang dần thay đổi quan điểm. Họ hình như đang muốn cuộc chiến này kết thúc bằng cách cho Liên bang Nga những vùng lãnh thổ mà quân đội Nga đã chiếm được. Ở đây chính là phần lãnh thổ màu đỏ này. Đối với NATO hay là phương Tây, việc để cho Liên bang Nga từng này thì vẫn là tốt đối với họ, khi mà họ vẫn giữ được phần lớn lãnh thổ Ukraine hiện tại. Tuy nhiên chắc chắn là Moscow sẽ không bao giờ đồng ý. Vì thứ nhất là vùng lãnh thổ này tưởng lớn, nhưng cũng chỉ rơi vào khoảng từ 10 cho đến 20% diện tích Ukraine. Và thứ hai là những vùng lãnh thổ này đều đã bị dội hỏa lực rất ác liệt, cho nên sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục lại như ban đầu. Giờ thì chúng ta sẽ đến với các diễn biến trên chiến trường, bắt đầu với khu vực Torres. Tuy nhiên ta sẽ không nói về khu dân cư Zabanka mà sẽ nói về video này chúng ta vừa nhận được ở phía bắc khu định cư. Như bạn có thể thấy thì ở đây có hai vật thể bay, chúng bay cùng một hướng. Và bay được một lúc thì vật thể đằng sau lại lao lên và phá hủy vật thể ở đằng trước. Sau đó nhiều kênh tin bắt đầu đưa ra các suy đoán, ví dụ như là ở đây là tiêm kích của quân đội Nga, đằng sau là Su-27 đã phá hủy Su-34 và vân vân. Nói chung là khá nhiều suy đoán. Cũng may là sau đó chúng ta có thêm video này cho thấy lúc mà vật thể bay này rơi xuống. Lần này thì ta đã nhìn rõ được hình dáng của nó, và đây không phải là Su-27, Su-34 hay là 35 gì cả, mà chính xác nó là Su-Khoi S-70 Okhonik, một loại hình máy bay chiến đấu không người lái hạng nặng của quân đội Nga, được trang bị công nghệ tân tiến bậc nhất vào thời điểm hiện tại. Vậy điều này xác nhận rằng quân đội Nga đang tìm cách để đưa loại hình máy bay không người lái này ra chiến trường. Và nếu thành công tất nhiên rồi, nó sẽ giảm thiểu đi số lượng phi công Nga bị thương vong. Việc này chưa bao giờ là thừa, vì đào tạo phi công rất tốn thời gian cũng như là chi phí, nên do đó số lượng cũng không nhiều. Và đối với bất kỳ quân đội nào thì cũng như vậy. Quay trở lại với video thì chính xác điều gì đã xảy ra? Mình e rằng Bộ Quốc phòng Nga sẽ không cung cấp cho chúng ta bất kỳ một thông tin gì thêm. Vật thể bay ở đằng sau chính xác là nó là Su-57, tiêm kích thế hệ thứ 5 của quân đội Nga. Và điểm khác biệt ở đây là Su-57 có thể đóng vai trò như một chiếc phi cơ mẹ, vì nó có khả năng điều khiển cũng như vận hành toàn bộ những chiếc máy bay không người lái xung quanh nó trong một phạm vi nhất định. Do đó mình đưa ra suy đoán rằng quân đội Nga có vẻ như lúc đó đã thử nghiệm việc sử dụng Su-57 để vận hành S-70. Nhưng tuy nhiên, một điều gì đó đã xảy ra khiến cho họ quyết định là sẽ phá hủy luôn chiếc S-70 trong video. Tất nhiên mình tin rằng nếu như quân đội Nga thêm một khoảng thời gian nữa, thì từ 10 đến 20 phút chẳng hạn, họ vẫn có khả năng khôi phục lại tín hiệu, khôi phục lại khả năng kiểm soát. Tuy nhiên lý do họ không làm như vậy là vì do sự kiện này lại xảy ra ở phần lãnh thổ mà quân đội Ukraine đang kiểm soát hoàn toàn, cụ thể là trên bầu trời Kostiantynivka. Và ví dụ như video này có thể quan sát được rất nhiều quân binh Ukraine đang vây quanh chiếc cánh của chiếc S-70. Vậy khả năng cao là vào thời điểm đó, quân đội Ukraine đã thành công cướp quyền kiểm soát chiếc S-70, và rồi sau đó họ cố lái nó về phía lãnh thổ của mình để ăn cướp luôn loại hình máy bay không người lái này và mang về nghiên cứu. Cần phải nhấn mạnh rằng S-70 là một trong những loại hình máy bay chiến đấu không người lái hạng nặng, được trang bị công nghệ tân tiến bậc nhất của quân đội Nga. Nên do đó, nếu như để người Ukraine hay là NATO bắt được một chiếc, thì rõ ràng đây không phải là một ý hay. Ngoài ra thì mình nghĩ cũng vì sợ rằng cả chiếc Su-57 cũng sẽ mất kiểm soát, cho nên quân đội Nga mới đưa ra quyết định nhanh chóng là sẽ phá hủy luôn chiếc S-70 này. Di chuyển đến tiền tuyến Nam Donetsk, nơi mà chiến dịch của quân đội Nga vẫn đang được tiếp diễn. Trong ngày hôm nay chúng ta tiếp tục có một video nữa cho thấy quân đội Nga đã dội hỏa lực vào Novoukrenka. Và trong ngày hôm qua chúng ta cũng đã có video này cũng cho thấy khu vực phía nam thị trấn bị tấn công. Và ngày hôm kia thì cũng có video, lần này thì là một bãi cây nằm ở phía biên dưới. Vậy 3 video trong 3 ngày liên tiếp chứng tỏ quân đội Nga đang tập trung quá mức vào Novoukrenka. Những đợt tấn công trực diện sẽ được họ phát động rất sớm. Bohoyavlenka trong ngày hôm qua cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự. Nhiều đợt dội hỏa lực đã được ghi nhận. Và các kênh tin cho biết rằng quân đội Nga cũng đã bắt đầu quá trình di chuyển hướng đến thị trấn. Giao tranh hiện tại thì đang diễn ra, nhưng tuy nhiên chúng ta chưa biết kết cục của chúng. Mình nghĩ rằng thì quân đội Nga đang cố gắng chiếm nốt các trận địa phòng thủ nằm ở xung quanh khu định cư này. Còn đối với những thay đổi trên hệ thống bản đồ thì chúng ta có một vài. Đó là cụ thể thì Zodiac Map cho biết rằng người Nga đã chiếm được thêm một vài trăm mét vuông nữa ở khu vực phía bắc của Vulida. Cùng di chuyển đến Katerinivka thì không có tin tức gì mới. Vì thế mình sẽ tường thuật lại diễn biến ngày hôm qua một chút. Quân đội Nga thực hiện một đợt dội hỏa lực ác liệt và có cả video để xác minh, làm tiền đề cho đợt đẩy trực diện trên mặt đất của họ. Sau đó thì tất nhiên rồi, họ phát động tấn công và đã thành công chiếm thêm một khu vực nữa, tiến sát vào thị trấn. Diễn biến này cũng đã được cả mapper thân Nga lẫn mapper trung lập xác nhận. Ngoài ra thì ta cũng có luôn video bằng chứng được đưa lên bởi lữ đoàn số 79, lữ đoàn mà để Kostiantynivka rơi vào tay quân đội Nga. Nội dung của video cho thấy họ tấn công quân đội Nga bằng máy bay không người lái. Một đợt được xác định ở điểm này, phía nam của Katerinivka, còn một đợt được xác định ở phía bắc của Kostiantynivka. Và cả hai thì đều xác nhận quân đội Nga đã chiếm được thêm một khu vực nữa. Di chuyển đến khu vực là Kurakivka. Bộ Quốc phòng Nga trong ngày hôm nay đã đưa ra thông báo cho biết dưới kết quả của những đợt giao tranh, tập đoàn quân phía nam đã thành công kiểm soát toàn bộ khu định cư là Zelendruk. Một bước tiến nữa cho người Nga và cái thòng lọng của họ đang ngày càng siết chặt hơn. Phải nhắc lại rằng theo như nhiều mapper thì cả thân Nga và thân Ukraine lẫn trung lập thì gần như toàn bộ khu vực cánh đồng ở phía đông này hiện tại đã bị quân đội Nga chiếm giữ. Và mình cũng tin là như vậy. Chỉ là mình vẫn muốn có thêm video xác minh cho sự hiện diện của người Nga tại đây để ta có thể nắm bắt rõ hơn được tình hình. Về phía quân đội Ukraine thì khả năng cao họ đang rút lui một cách chậm rãi, nhưng không biết là có thể hoàn tất hoạt động kịp này hay không. Nếu như họ không nhanh chân lên thì kịch bản tại Vulida có thể sẽ lặp lại một lần nữa đối với lực lượng Ukraine tại đây. Chúng ta cũng có một video ở hàng cây phía tây của Ismanlivka cho thấy quân đội Nga đang phát hiện được một điểm tập hợp lực lượng của quân đội Ukraine. Rồi sau đó thì họ đã lập tức sử dụng máy bay không người lái để tấn công. Video này xác nhận rằng người Nga vẫn đang di chuyển xuống phía dưới. Và nếu như họ thành công chiếm thêm một khu vực như thế này nữa thì nó sẽ là thảm họa cho quân đội Ukraine khi mà cái nồi hầm chính thức được thiết lập. Cùng nói qua về Sredov thì trong ngày hôm nay chúng ta không có tin tức gì quá đáng chú ý. Chỉ có một kênh tin cho biết rằng quân đội Nga đã dấn sâu hơn nữa về phía tây dọc theo tuyến đường H20 và chiếm được thêm một phạm vi nhỏ nữa. Cùng di chuyển đến Torres, chúng ta cũng đã nhận được video xác nhận việc mà quân đội Nga mở rộng hơn nữa phạm vi kiểm soát và cắt đứt được hoàn toàn giao lộ giữa hai con phố là Rukh-Nichna và Centralna cũng như đại lộ Sakatariv. Đây là một đại giao lộ quan trọng vì nếu như không kiểm soát được giao lộ này thì quân đội Ukraine sẽ mất đi khả năng đưa tiếp tế và lực lượng của họ ở khu vực trung tâm đến khu dân cư là Zabanka ở phía nam. Và tất nhiên rồi, đối với bộ binh hay là lính xung kích thì họ vẫn có thể di chuyển được một cách tương đối an toàn. Nhưng tuy nhiên, đối với tăng thiết giáp hay là phương tiện thì đây sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Zabanka sụp đổ sẽ rất sớm thôi trước lợi thế mà người Nga đã tự tạo cho họ. Nói qua về mặt trận C-Vec thì chúng ta có tin tức cho biết quân đội Nga cũng đã chiếm được thêm một khu vực nữa ở phía tây của Bắc Spring. Người Nga cũng đang dần đẩy nhanh tốc độ của họ. Và còn nhớ cách đây vài hôm thì Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra thông báo cho biết Vekro-Kamiansk đã bị chiếm đóng. Rồi sau đó là một mapper cho biết quân đội Nga đã đẩy lên phía bắc và chiếm được thêm một khu vực nữa ở gần ngọn đồi Bilahora. Đến ngày hôm nay thì đã thay đổi này ở Spring, nhưng nói chung người Nga sẽ không dừng lại cho đến khi nào mà họ chiếm được C-Vec. Cùng di chuyển đến tiền tuyến Kupians, có mapper cho biết rằng quân đội Nga đã dấn sâu hơn nữa về phía tây, tiến sát đến các khu vực định cư nằm dọc theo sông Oskin. Giờ thì người Nga sẽ cần phải tập hợp lực lượng của họ. Họ sẽ cần một cơ số khá lớn vì mục tiêu sẽ không chỉ đơn giản là chiếm một vài trăm mét vuông mà sẽ là tìm cách đánh bại toàn bộ lực lượng Ukraine ở khắp các khu định cư nhằm kiểm soát một vùng lãnh thổ càng rộng càng tốt. Nếu như người Nga chiếm được một khu vực như thế này nữa chẳng hạn, tức là khoảng từ 4 cho đến 5 khu định cư, thì đây sẽ là thảm họa cho quân đội Ukraine và toàn tuyến Kupian có thể sẽ sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Ngoài ra thì chúng ta cũng có video này ở trung tâm thành phố. Nó cho thấy tiếp tục là các đợt dội bom FAB từ người Nga, khiến cho một vài kho đạn bị phá hủy. Còn đối với Voxchan thì trong ngày hôm nay vẫn là những đợt dội hỏa lực của quân đội Nga. Như trong video này là bom nhiệt áp ODAF 1500. Nhưng tuy nhiên, đối với những thay đổi trên mặt đất thì chúng ta lại không có. Đối với vùng Kursk thì cả hai phe trong ngày hôm nay đều không có động thái tấn công nào, và có vẻ như thì họ đều đang chờ đợi. Đối với quân đội Ukraine thì là đợi cho đến khi mà hội nghị ở Ramstein kết thúc, và lúc đó thì có thể là họ sẽ có thêm được những gói viện trợ mới. Còn đối với quân đội Nga thì có lẽ họ cũng đang đợi những diễn biến ở khu vực Luskovo. Cách đây một vài hôm thì giao tranh chủ yếu tập trung ở Veseloi, và tuy nhiên đến ngày hôm nay nó lại đang dịch chuyển dần về phần lãnh thổ của người Ukraine. Ví dụ như video này cho thấy một nhóm quân Ukraine vừa di chuyển qua biên giới thì lập tức đã bị quân đội Nga dội hỏa lực. Ngoài ra trong 24 giờ qua chúng ta lại còn có đến 4 video cho thấy quân đội Nga đã dội hỏa lực vào các khu định cư ở phía lãnh thổ của Ukraine. Vậy thì mình tin rằng sau khi đã đẩy lùi hoàn toàn kẻ địch ra khỏi lãnh thổ nước mình, quân đội Nga sẽ chưa dừng lại mà sẽ tiếp tục phát động chiến dịch tấn công mới để nhắm thẳng đến Sumy từ phía Bắc. Việc này là hoàn toàn có căn cứ vì Tổng thống Zelensky gần đây đã có một chuyến thăm đến Sumy, và khả năng cao là ông đã bàn bạc với tư lệnh Sievsky cũng như các chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine tại khu vực này. Ví dụ như kiểm tra khả năng phòng thủ, thiết lập thêm những hàng rào phòng thủ mới, hay là chuẩn bị cho việc đối phó với quân đội Nga vì những đợt tấn công đang đến rất gần. Và hãy cùng chờ xem người Nga có thực sự mở thêm một mặt trận mới ở lãnh thổ của Ukraine hay không. Và đó là tất cả thông tin có trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.